nhận được lời mời tham gia giải bóng đá quốc tế của câu lạc bộ Lebo Football của Trung Quốc thì ban huấn luyện của U12 Sông Lam Nghệ An cũng đã tiến hành gấp rút chuẩn bị về mặt chuyên môn và các thủ tục giấy tờ cho các cháu. Thì bây giờ đến thời điểm này thì thủ tục giấy tờ tất cả mọi cái về mặt chuyên môn cũng đã hoàn thành cho ngày lên đường để tham gia giải. Hôm nay ban huấn luyện U12 Sông Lam Nghệ An cũng sàng lọc được 16 vận động viên để tham gia giải này. Giải đầu này theo cái điều lệ giải của bên Trung Quốc gửi về thì giải này bao gồm 8 đội bóng. Thể thức thi đấu thì 8 đội sẽ chia thành 2 bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội nhất nhì vào đá bán kết. Còn cả thứ hàng 3, 4 thì mình sẽ tranh giành các vị trí tiếp theo. Mỗi đội sẽ thi đấu tối đa là 5 trận. Thời gian diễn ra giải đấu là bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11. Trong cái danh sách tham gia giải đợt này là có 2 đội bóng đáng chú ý là câu lạc bộ Lyon của Pháp và câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha, là 2 câu lạc bộ nổi tiếng của thế giới. Thì theo lịch thi đấu thì kế hoạch cũng đã được ban huấn luyện đưa lên là 6 giờ sáng ngày 18 tháng 11 là đội di chuyển bằng xe công bộ ra sân bay Nội Bài. Sau đó 16 giờ thì đội sẽ bay sang Trung Quốc. Mục tiêu tôi đặt ra cho cả học trò ở giải này là mình chỉ tham gia thi đấu được cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. We'll be right back.